Rồi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để làm thành một cái poster mà có cái màu sắc với cái cách sử dụng màu mà dạo gần đây mình hay làm. Thì cái tài nguyên lúc đầu anh em cần chuẩn bị đó là anh em sẽ phải có một cái ảnh chính của anh em để anh em làm cái nội dung chính ở trên poster. Thì mình sẽ lấy tạm một cái ảnh của mình. Đấy. Cái này thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết một chút là để những anh em nào chưa biết về Photoshop thì cũng có thể tự chế được một cái poster cho mình nhé. Đó, thì bây giờ các bạn sẽ lên ở trên mạng, các bạn sẽ tìm tìm những cái backdrop mà các bạn thích. Ví dụ đây mình sẽ tìm một cái là backdrop về âm nhạc đây, để mình gõ những cái từ khóa như thế này để ra. Cái này là mình chỉ làm ví dụ thôi để cho các bạn xem thôi nhá, thì sau này sẽ tùy vào cái mắt nhìn của các bạn mà các bạn có thể đi tìm những cái backdrop đẹp cho mình. Đó, thì khi các bạn tìm thấy một cái hình mà nhìn nó ưng mắt mình một tí, hay các bạn có thể kích đúp vào nó thì nó sẽ hiện ra những cái hình liên quan mà có cái dạng hình giống cái hình đó. Đây là cái mẹo mà mình tại sao mà mình hay tìm được nhiều cái backdrop đẹp đấy, là bởi vì mình những cái hình ảnh ở search ấy, thì chúng ta sẽ vào thẳng bên trong những hình ảnh liên quan thì nó sẽ hiện ra. Mình sẽ lấy ví dụ là cái này nhé. Đầu tiên là khi các bạn làm thì các bạn sẽ nhìn vào cái ảnh của các bạn ấy, các bạn sẽ xác định rõ là cái nhân vật của các bạn này và cái nền ở đằng sau nó có bóc tách nhau hay không. Thì như cái này là nhìn nó đang hơi hơi bị trùng màu một tí, thì mình sẽ sử dụng Ctrl L này, nghĩa là mình sẽ đẩy sáng lên một tí để cho cái phần người với cả phần nền của mình nó được bóc tách ra hơn một tí. Rồi các bạn dùng công cụ Brush này, phím tắt là B, và các bạn ấn Alt các bạn chỉ vào vùng màu này để các bạn bỏ phần logo của anh Quân Moon đi này. Đó. Thì bây giờ là anh em sẽ dùng cái công cụ này, Magic One Tool. Đó, thì ở CC hay là ở CS nó đều có cái này. Thì nếu bạn chọn Quick Select Tool thì nó sẽ khi mà bạn di vào những cái phần như này đó thì nó sẽ tự động nó cắt, nghĩa là nó sẽ tự động nó chọn lấy cái phần phần ngoài của cái bức ảnh. Đấy, các bạn hiểu chưa? Những cái vùng nào mà màu nó hơi bị ăn vào nhau là nó sẽ hiện như kiểu vừa xong. Thì đây là cái hướng dẫn là mình hướng dẫn cho các bạn là Quick Select Tool là nó sẽ có cái công dụng như thế. Còn với Magic One Tool thì các bạn sẽ kích, chẳng hạn như các bạn kích vào vùng này đấy, nó sẽ đánh cho các bạn cái màu tương đối như thế. Ok chưa? Đấy, thì các bạn có thể đánh, để mình thì mình hay đánh chọn ở vùng cổ này. Rồi, ok. Rồi các bạn sẽ ấn Ctrl Shift Y và các bạn nhân lên một lớp. Như thế là các bạn đã được cái hình người này. Nó sẽ dính một chút cái này thì tí nữa bọn mình sẽ bỏ nó đi. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ dùng công cụ L này, và các bạn sẽ dí tay vào nút Alt, các bạn chọn, các bạn bỏ những cái vùng này đi. Nhớ là mỗi lần các bạn làm xong các bạn ấn Ctrl D nhé, để cho nó mất cái vùng chọn đi. Đây là cái cách làm, mà cách làm nhanh thôi. Còn nếu mà làm chi tiết thì các bạn một số vùng nó bị lem vào ấy, thì các bạn chẳng hạn như thế này thì các bạn sẽ vẫn phải dùng pen tool. Như cái này ở những cái bài hướng dẫn trước mình đã dùng cái này rất là nhiều rồi, các bạn vẫn phải dùng pen tool này, các bạn gọt những cái phần mà nó hơi nham nhở đi. Ok, mình làm ví dụ thì mình sẽ chỉ làm như vậy thôi. Rồi, bây giờ là cái việc tiếp theo sẽ là thêm cái background mà mình vừa đào về, đúng không? Đây. Còn khi các bạn làm, các bạn phải xác định nha, ví dụ các bạn chọn vào đây cái poster của các bạn cỡ nó là bao nhiêu pixel. Chẳng hạn như là một cái cỡ thông thường mình hay dùng là 1080 hay 1920. Đấy. Thì là nó sẽ ra một cái khung photo dọc như thế này. Hoặc các bạn làm ngang thì các bạn chỉ cần đảo ngược lại cái thông số là 1920 x 1080 là được. Thì mình sẽ làm ví dụ luôn ở trên cái ảnh của mình thôi. Đấy, ví dụ mình chọn 1080 nhân 1920 thì bây giờ mình sẽ kéo backdrop sang bên này. Đây là một cái backdrop cỡ nó hơi bé, thì các bạn nếu các bạn làm, các bạn nhớ tìm những cái backdrop mà nó có cỡ to vào nhé.
thì cái bức ảnh cái poster của các bạn nó sẽ không không bị nhòe. Đây mình chỉ làm ví dụ thôi. Thì khi mình chọn như thế này, ok mình đã có cái backdrop rồi đúng không? Và mình sẽ cho cái hình nhân vật của mình sang bên đây. Các bạn học về shop thì các bạn phải xác định rõ các cái lớp. Các cái lớp như là lớp thì chẳng hạn các bạn đặt như là cái này có thể là modern. Ở dưới các bạn có thể để là background. Ok, và bây giờ nhiều bạn hỏi là Billion làm như thế nào để nó có những cái vầng sáng ở xung quanh người này, hoặc là cái phần người này nó có cái phần phần màu mà nó phủ ở bên trong ấy, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm luôn. Đó. Thì các bạn sẽ xuống cái lớp ở bên dưới của lớp Modern nhá, là các bạn sẽ tạo một cái lớp mới với phím tắt là Ctrl Shift N. Rồi. Cái này các bạn sẽ để tên nó là ví dụ là phủ màu đi. Đó, và chế độ hòa trộn các bạn sẽ để là screen. Ok, bây giờ các bạn sẽ dùng cái công cụ B Blue Tool này, các bạn sẽ chọn cái màu các bạn muốn. Ví dụ cái bức ảnh này có màu đỏ đúng không? Mình muốn là xung quanh người mình nó sẽ có những cái viền phủ đỏ đỏ lên, thì mình sẽ chọn ở đây, mình sẽ chọn nó là màu đỏ. Rồi, bây giờ các bạn sẽ bôi màu lên cái lớp phủ màu này nhé. Đây, các bạn nhìn thấy không? Đó, đây là cái cách phủ màu nhanh nhất của Billion. Billion làm như thế này. Cái này thì có rất nhiều bài hướng dẫn về cái cách blend màu, nó sẽ hướng dẫn cái này, nhưng mà đây là cách mà mình hay dùng nhất. Chẳng hạn là dùng như thế này này. Và sau đó các bạn muốn ở trên vùng mặt nó cũng có nhé, thì các bạn có thể nhân lên một lớp nữa, các bạn để lên trên, để lên bên trên lớp mặt nữa, nhìn thấy đấy ạ. Và bây giờ các bạn dùng E. Đây. Các bạn dùng công cụ này, phím tắt của nó là E nhé. Và ở cái phần Brush và Size này thì các bạn có thể chọn cái M này, chọn cái biểu tượng mà nó mờ mờ này, cái cách tẩy mờ này. Đó, da các bạn để vừa phải, các bạn có thể để opacity của nó khoảng độ tầm 50 hoặc là 40 thôi. Đây, các bạn tẩy đi. Đây là cách phủ màu của mình. Còn có nhiều anh em đi da khác thì họ có nhiều cái cách để họ phủ màu lắm. Mình thì hay đi phủ bằng cái cách này. Đó. Chẳng hạn mình để một bên mặt của mình nó hơi hơi bị đỏ đỏ vào một tí là như thế này. Còn các bạn muốn đổi màu nó thì các bạn chỉ cần Ctrl U, sau đó các bạn chuyển màu, các bạn chuyển nó thành màu xanh gì à. Đấy ạ. Đó. Đấy, như thế này là tương đối. Nếu mà bạn là làm một cái poster đơn giản thì như thế này là các bạn xong rồi, các bạn chỉ cần điền chữ, thêm logo và xuất file ra để sử dụng để chạy quảng cáo ở trên Facebook thôi. Đấy, cái cách làm nó rất là đơn giản. Ngày trước thì mình cũng rất hay download các cái PSD ở trên mạng về, và mình đến khi mà mình qua những cái gì mình làm mình cảm thấy cái đấy nó rất là phức tạp và nó làm cho cái máy của chúng ta bị nặng. Thì thay vào đó thì chúng ta sẽ tự làm như thế này, thì tất cả mọi cái bước chúng ta làm ấy nó sẽ không bị ghi CPU. Nó sẽ không bị ghi CPU và máy của các bạn lúc nào chạy cũng có thể nhanh được. Đó, còn bây giờ là khi các bạn muốn làm cái nhân vật của mình nó có một cái lớp mà gọi là lớp bị nhòe nhòe đằng sau lưng ấy, các bạn có thể nhân lớp Modern lên này. Ở lớp bên dưới này, ở Filter các bạn chọn Blur. Đấy, thì nó có cái phần Motion Blur ấy, thì là đấy các bạn nhìn đấy, các bạn nhìn thấy chuyển đổi ở cái bức ảnh hạn như này. Đó, các bạn, nếu mà các bạn muốn phần nhòe nó lên cả bên trên đấy, các bạn có thể cho nó lên bên trên như thế này. Và các bạn tẩy đi vùng cần thiết, ví dụ như là khuôn mặt. Rồi, cái tay thì cũng hơi hơi đi một tí đấy, nên là để cho nó chút xíu như thế này thôi. Như thế này là các bạn đã có một cái bức ảnh ảo ảo rồi đúng không ạ? Bây giờ đến cái phần tạo chữ nhá. Các bạn vẽ tạo chữ cho cái bức ảnh thì ở trên mạng thì nó sẽ rất nhiều cái effect chữ đẹp, nhưng mà Billion sẽ làm một cái kiểu đơn giản để cho anh em nhìn. Đấy, là đi ra Billion chẳng hạn. Đấy, thì mình sẽ tạo một cái hiệu ứng chữ đơn giản cho anh em nhìn. Thì cái chữ này bình thường các bạn nên để màu trắng, tại vì cái nền nó màu đỏ thì để màu trắng như này nó sẽ đẹp hơn. Ở cái bevel embed này các bạn nhìn thấy không ạ? Nó sẽ là bo bo cái chữ lại, bo cái chữ như này vào. Thì ở đây cái phần này mình sẽ để màu đỏ này, mình cứ làm tất cả nó thành theo như kiểu là cái tông màu ở bên dưới luôn. Đấy, các bạn có nhìn thấy không? Rồi, một chút outer glow.
Cái này là giống như kiểu là để cái style mà kiểu neon đấy. Đấy các bạn nhìn nào. Rồi một chút inner shadow, có nghĩa là đổ bóng ở phía bên trong của chữ nhá, nhìn nào. Thì ở đây mình cũng pha nó một tí màu đỏ vào cho nó hòa theo cái background của bên dưới. Rồi satin này. Đó các bạn hiểu không? Thì là các bạn sẽ tạo được một cái chữ với một cái phong cách kiểu sandy như thế này. Như vậy là còn ở tiếp này mình sẽ hướng dẫn chi tiết để các bạn hiểu. Đó là cái tên của mình này, cái tên của mình đã xong rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần gọi là thứ ngày tháng, đúng không? Thời gian nó chẳng hạn như là live show của mình rơi vào lúc 22 giờ chẳng hạn. 22 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2021. Đấy, như này là sẽ có cái thông tin về cái đêm biểu diễn đấy chẳng hạn. Đó, gọi như này là mình đã có một cái PSD tương đối, mà các bạn nhìn xem là cái lớp chúng ta sử dụng nó rất là ít, nó không cần phải nặng, nó không cần phải đè quá nhiều thứ để mà CPU của chúng ta sẽ bị ghi. Còn bây giờ nếu các bạn muốn đổi màu tổng thể bức ảnh vào backdrop này, các bạn có thể chọn màu này, các bạn nhìn thấy không ạ? Thì nó sẽ biến thành màu, nhiều màu khác nhau. Nên thì khi chúng ta nhớ ấy, chúng ta nhớ nhân lên một lớp, và riêng cái vùng mặt này chúng ta phải tẩy màu đi nhá. Đấy, thì mình cứ để ví dụ như này thôi. Như này là các bạn đã có một cái poster gọi là đơn giản rồi, nhưng mà nhìn thì nó rất là màu mè, nhưng mà thực ra cách làm nó không hề phức tạp. Đấy, mình cho cái logo của VN88 vào đây. Đó, ok đấy ạ. Dưới này sẽ là một cái phần là địa chỉ và hotline này. Đấy, ba ABC Suite. Đó, dưới là hotline đúng không ạ? Hotline 0912 XXX. Rồi, đây là một cái những cái bước mà rất là đơn giản để mình thực hiện một cái poster vào với những cái phong cách mà mình làm gần đây. Thì là mình sẽ dành cái bài hướng dẫn này cho những bạn nào mà đam mê thiết kế với cả biết qua về Photoshop một tí. Thì các bạn làm rất là đơn giản, không hề phức tạp đúng không ạ? Đó, chúc các bạn thành công nhé.